Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Khánh Múa IG đây. Thì như trên màn hình anh em đã thấy, mình đã được cục xanh Gilma. Và để làm sao để có được cục xanh này thì mời anh em vào cái video này để xem mình lấy cục top Gilma như thế nào nha. À, như cái tiêu đề anh em đã thấy rồi đó, mình gặp những đối thủ rất là ghê anh em à. Anh em nào có nhu cầu nâng cấp skin hoặc là tất cả các dịch vụ của Liên Quân thì xem dưới phần comment của em Khánh nha. Đúng là chịu không có nổi thì cái chớ. Đến với cái trận thi đấu đầu tiên thì mình gặp luôn Dương Sẽ Gầy phía bên kia chiến tiến anh em à. Và do là Gilma mình mới leo thôi nên là điểm gank cộng sẽ rất là nhiều, nên là mình sẽ đi gank trước và sau đó sẽ đi đỉnh sau nha. Và cái trận thi đấu này thì chưa gì nữa đã vào rồi. Ở giai đoạn đầu game thì team mình có 3 người ở phía trên top này, mà top của team bạn thì không có di chuyển ra, nên là lúc này Aoi ra farm lính rồi, bởi vì Aoi còn phải farm blue đồ xanh đồ cái kiểu nữa. Sau khi mà farm lính xong thì mình với lại là SB có cấu máu Omen được một xíu, và sau đó thì phụ ăn quái thôi. Và tất nhiên rồi, ăn quái như thế này thì mình sẽ lên nghiệm và rất là nhiều nghiệm trước Omen luôn. Và như vậy thì mình có thể là đè đường được Omen nha anh em ơi. Tại vì lúc này Omen chưa có level 4 đâu, mà mình farm nhiều nghiệm như thế này thì chắc chắn là Omen sẽ không dám solo kill mình farm giai đoạn đầu game. Nói thì nói vậy thôi, tất nhiên là mình sẽ lên level 3 trước rồi, nhưng mà Omen thì đầu game quất rất là đau luôn anh em, mà farm này xém xỉu đến từ vị trí của mình à, may mà vẫn chạy được. À, nhớ là anh em farm xong tên lính này thì buộc phải về nha, tại vì gần của team mình đã farm xong bùa đỏ thì tất nhiên là gần của team bạn sẽ ra gank top rồi, nên là lui về luôn. Tầm này thì mình định farm xong tân lính này thì mới di chuyển xuống phụ cho team ăn gồng, nhưng mà lúc này đã lên 4 rồi, trong khi đó thì Omen team bạn không di chuyển xuống nữa, nên là lúc này mình quyết định mình ở lại luôn. Pha này thì mình bị sát vượt, nhưng mà mình bình tĩnh xử lý, tất nhiên là mình sẽ có cơ hội ăn Omen rồi. Lúc này là team bạn thì không có ai ở trên top hết trơn á, Omen vừa mắc kéo nữa thì lúc này không có việc gì mà mình không dám đánh lên hết trơn á anh em. Mà pha này thì mình hồi luôn cái chiêu một cũng như là cái ulti nữa và ăn được cái chiến công đầu nha. Tất nhiên là 4-4 thì sẽ là 50-50, nhưng mà team mình kiểm soát được con gồng nên là team bạn quyết định ăn lại con Seiya này. Pha này thì bị team mình phát hiện rồi, Omen thì chắc chắn sẽ lên bảng điểm số cái mạng thứ hai. Cóp được kinh công nhưng mà dứt điểm được Omen thì cũng khá là nhiều lợi thế dành cho mình. Sau đó thì mình cũng tranh thủ lấy cái trụ đầu luôn, bởi vì Gilma là chất tướng đầu game mà anh em ơi, nên là ép team bạn chịu không có nổi luôn nha. Pha thi đấu này thì có Aoi hỗ trợ nữa, nhưng mà Aoi không dám vào nên là lui. Này thì Omen lên full dam thì chắc chắn là máu sẽ giấy, và lúc này mình đã có hai mạng rồi, với lại mình có quả cầu ao nhay nữa thì lúc này mình muốn solo kill với Omen luôn. Và mình bóng quả cầu ao nhay thì tất nhiên là Omen sẽ chịu không có nổi với mình rồi. Này thì team mình thắng toàn diện luôn anh em ơi, mới có 5 phút thôi mà team mình đã ăn được 8 mạng rồi, trong khi đó thì mất hết vàng trụ đầu tiên của team bạn ở ba khu vực đường. Và sau khi mà đánh cao một hồi thì lúc này team bạn dồn người lên để bắt mình. Pha thi đấu này thì mình đã tóc biến ngao nhay đâu cái kiểu rồi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải lên bảng điểm số. Team bạn 4, team mình có 1 thôi nên là chịu không có nổi. Và chắc tại vì bắt được một mạng rồi thì lúc này lại tiếp tục là bắt thêm cái mạng thứ hai, khi mà dồn 3-4 người lên tiếp tục anh em ơi. Pha này thì mình lại phải lên bảng điểm số nữa rồi. Sau khi mà mình lên bảng điểm số hai mạng thì lúc này mình cũng biết là team bạn muốn bắt mình rồi, nên là mình sẽ di chuyển xuống đổi đường. Và lúc này thì lấy hết vàng trụ ngoài của team bạn rồi. Pha thi đấu này thì thấy Dương còn có nửa cây bắt tóc biến, mình còn hai lần siêu một với lại tóc biến nữa thì mình đổi mạng luôn nha. Pha thi đấu này thì đổi mạng thành công, mình cũng phải lên bỏ điểm số luôn, và team mình lao vào như vũ bão và lấy đi được một đường lính siêu cấp của team bạn, trong khi đó thì team bạn chỉ mắc một thôi mà team mình mắc hai. Không biết là pha thi đấu này có lời hay không, nhưng mà team mình thấy là hơi lỗ rồi đó. Triệu Văn tiếp tục tóc biến lao ra và lên bỏ điểm số luôn, nhưng mà không đủ sát thương để hạ được AD của mình. Tiếp tục là lao ra đến từ vị trí của gần team bạn, bị long diệt thành công về tới đàn luôn. Tu lên đang được double kill. Hôm nay thì team mình mới giao tranh đã nửa cây hết thành viên rồi, thì lúc này con kinh công phút thứ 9 này bỏ nha. Sau khi mà bỏ kinh công phút thứ 9 thì lúc này team mình đã ăn được kinh công phút thứ 13 rồi, nên là quyết định giao tranh tổng với team bạn, và mình tóc biến lên thành công dứt điểm đi được em su bật thương ung kiếm lên, chống chịu khá là lâu ở trong trụ. Và lúc này thì mình bán đồ nhưng mà chậm tay quá nên là không thể nào mà hồi sinh kịp. Pha thi đấu này nếu như mà mình hồi sinh kịp thì có thể end game luôn rồi, nhưng mà lúc này thì mình đã lên bảng điểm số rồi, team mình bắt đầu lao vào hình như là vẫn end game được anh em mà. Trận thi đấu này thì mang về cho mình hạng 3 với 253 điểm lực chiến nha. Đó là chơi game giấc khuya anh em, nên là chắc chắn sẽ gặp lại rồi, không đồng đội thì cũng là kẻ địch thôi. Cái trận thi đấu này thì anh em thấy Elsu team mình giống Elsu hồi nãy không? Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ là đồng đội nha anh em ơi. Đến với cái trận thi đấu này thì team mình có một thông thạo S, một thông thạo A, một thông thạo B và một cục top Việt Nam với lại một cục
một số tỉnh. Em bạn thì được 4 thông thạo S với 1 thông thạo A hay sao á. Đặng này thì kèo đối đầu của mình là kèo Lữ Bố. Khoa thi đấu đầu tiên này á, thì mình có một khoa solo kill khi mà đã lấy được nửa cây của Lữ Bố rồi, nhưng mà lúc này thì có gừng của mình hỗ trợ. Tem bạn thì không biết điều đó nên là khoa thi đấu này lao vào và mình thành công dứt điểm đi gừng của tem bạn. À, tất nhiên rồi, Lữ Bố thì hết máu bỏ chạy kịp, tem mình thì hết chiêu đuổi theo rồi nên là khoa thi đấu này quyết định lên trên nha. Sau khoa đó thì mình lại tiếp tục để di chuyển lên hỗ trợ cho mít, nhưng mà lúc này thì không biết là ôi có một khoa đu vào người của mình thì tất nhiên là mình mắc quả cầu ao nhay không có tốc biến thì mình phải chịu không có nổi với ôi rồi. Trận này thì tem mình có lợi thế ở giai đoạn đầu game nên là snowball luôn. Khoa thi đấu này thì vừa lấy được cái trụ thứ hai khu vực đường giữa thì lúc này Lữ Bố có một khoa ga thành công dứt điểm đi Lữ Bố. Này thì tem bạn thiếu người, tem mình đẩy lính lên chưa lấy được đường lính siêu cấp đâu anh em ơi, bởi vì lính của tem mình sẽ chịu không có nổi trước là sức mạnh của tem bạn nên là lúc này phải ăn kinh công phút thứ 8 thì mới có ép nổi đường lính siêu cấp nha. Trận này thì tem mình sẽ đánh theo chiến thuật là 1-4 nha, 4 bạn kia đi chung và mình thì chỉ đi một mình thôi. Pha thi đấu này thì mình dám tốc biến lên mình bắt AD của tem bạn luôn nhưng mà không được. Nói chính xác hơn là cái pha thi đấu thứ hai này mới dùng tốc biến anh em mà xui quá là trúng cái ulti rồi nên là đổi mạng. Phía dưới kia thì tem mình cũng thành công bắt lẻ đi Lữ Bố rồi và lúc này tem mình có 4 trong khi đó tem bạn chỉ có 3 thôi. Tầm nhìn của tem bạn hạn chế ở hang kinh công nữa thì tất nhiên là tem mình sẽ kiểm soát được con kinh công phút thứ 12 này. Sau khi ăn được kinh công quyết định thả cái đường cuối cùng của tem bạn, lúc này là mình có một pha bắt vào vị trí AD của tem bạn không có sự bảo kê HP nên là tem bạn mất đi chủ lực rồi, thế là tem bạn sẽ mất đi cái đường lính siêu cấp cuối cùng này luôn và tem mình có thể lao vào và dứt điểm đi được cái trận thi đấu cuối cùng này. Bắt đầu chối đến từ vị trí của là HP rồi nhưng mà hết chối thì cũng phải lên bảng điểm số. Aoi bắt đầu đu vào nhưng mà Aoi không đu nổi nữa rồi và thành công về tới đèn luôn, thế là tem mình dứt điểm đi 4 thành viên của tem bạn, trong khi đó thì tem mình vẫn còn kinh công và có một pha end game hay chăng đây khi mà tem mình đã hết đồ rồi anh em ơi. Tem bạn thì có một mình mít thôi nhưng mà vẫn win được nha. Hãy tiếp tục là hạng đạt 3 mang về cho mình 261 điểm. Đến với cái trận thi đấu tiếp theo này thì trận này tem mình có 4 chiến tướng, 1 chiến thần, 4 thông thạo S, 1 thông thạo B. Em bạn thì được là 3 thông thạo S, 2 thông thạo A và cái trận thi đấu này thì kèo đối đầu của mình là kèo Wildcat. Ở giai đoạn đầu game thì đường top là đường vui nhất khi mà HP tem bạn cũng có mặt ở đây nên là pha thi đấu này bay vào BK luôn. Pha thi đấu đầu tiên này thì top của tem bạn có lợi thế hơn khi mà dọn lính nhanh hơn. Nhưng mà đá hai cái cú rất là hay đến từ vị trí của Gitter lấy đi nửa cái máu của HP tem bạn nên là mình vừa lên 2 mình quay trở lại và lúc này cái ra hỗ trợ thì mình có một pha tốc biến, mắc tốc biến ở giai đoạn đầu game là rất là nguy hiểm dành cho mình. Mà không sao, Gitter tem mình vẫn rất tự tin và HP tem bạn thì còn đâu đó khoảng nửa cây thôi nên là mình cũng phải lao vào và mình lấy đi cái điểm hạ gục của HP tem bạn nhưng mà không được rồi. Sau đó thì giao tranh tiếp tục nổ ra khi mà Gitter tem mình lại tiếp tục là bám vào HP rồi và pha thi đấu này thì lui về farm anh em ơi, giai đoạn đầu game của mình là như thế. Chưa dừng lại ở đó đâu, khi mà Gitter gượt HP của tem bạn gần tới nhà luôn kìa. Bỏ qua điều đó đi, khi mà một chút lợi thế đầu game tem mình có rồi thì lúc này top của tem bạn có một pha di chuyển lỗi nên là mình bắt lỗi luôn nha. Pha thi đấu này thì top tem bạn đem bọc phá hay sao á nên là chắc chắn sẽ về tới đèn với mình anh em ơi. Xíu nữa là mình bị bọc phá lên bảng điểm số luôn rồi, may mà vẫn ăn được mạng. Lính khu vực đường top thì mình qua cướp quá nhỏ của tem bạn, lúc này đang cướp thì là gần của tem bạn xuất hiện rồi, may mà vẫn không cướp được, thế là có một pha gọi thằng vượt xuống nên là mình di chuyển xuống luôn và thành công dứt điểm đi AD, nói chính xác hơn là HP của tem bạn và lúc này lại tiếp tục là có mạng dành cho mình. Do là một loài lỗi nhỏ nên là tem mình đã lên bảng đứng số 2 thành viên rồi, thấy cây ga tem bạn cướp blue mình vô mình cướp trở lại hên mà cây ga tem bạn không có tốc biến á, thế là mình cướp được mà cây ga của tem bạn thì lại tiếp tục là muốn solo kill với mình nhưng mà mình nói không và thành công dứt điểm đi cái mạng tiếp theo. Tại vì cái trận thi đấu này thì tem bạn có Ibernet cộng với Van Heel á anh em, thì nó mạnh xe cánh dưới nên là tem mình sẽ đánh không lại nha. Còn cánh trên của mình thì chắc chắn lúc này mình sẽ không thể nào là đối thủ của Volcat nữa rồi. Nên là tem mình thua điều ba cánh luôn và thua luôn cái đường gừng hay sao á. Thế là lúc này tem mình có hơn mạng hạ gục nhưng mà tem mình thua thế trận. Tầm này mình có tốc biến nhưng mà mình vẫn không dám ở lại mình giữ trụ luôn á. Nên mà thấy mắc chiêu 2 rồi thì mình lên mình cấu máu và Volcat thì lên ngựa chạy về thôi. Gitter bắt đầu băng vào xuống ngựa rồi, hình như là bị kẹt ở lại đến từ vị trí của là top tem bạn rồi và thành công dứt thêm
cái mạng thứ tư dành cho mình. Mình đã ăn được 4 mạng rồi thì lúc này mình chọn sẽ rất là đau luôn nha. Pha này tem bạn đã ăn kinh công đá 2 lần đẹp đến từ vị trí của Gitter, thấy là mít tem bạn yếu rồi nên là mình dùng chiêu 2 vision 1 và thành công dứt điểm đi mít của tem bạn. Sau đó thì tem bạn đã không ăn được kinh công mà còn phải gượt to tem mình về tới nhà nữa. Không biết vì lý do gì thì lúc này là tem bạn chỉ có 2 thành viên thôi mà dám lên ép tem mình khá là cao. Pha này thì mình án binh bất động, thấy có cơ hội thì mình xuất hiện và thành công lấy đi cái mạng tiếp theo của mít tem bạn. Và tầm này thì tem mình lại mắc chủ ở khu vực đường trên rồi, không thể nào mà thủ nổi luôn anh em ạ. Hôm nay thì tem bạn chắc chắn là thiếu người rồi nên là mình với Yuka có rủ nhau nấp bụi, nhưng mà lúc này thì combo không có đẹp mấy nên là ban heo của tem bạn sẽ bị lên bằng điểm số khá là lâu. Thì nhân cơ hội đó tem bạn lên và thành công chấm dứt đi được mình. Mình đã 7-1 rồi, không vì thế mà làm mình nản anh em mà. Và lúc này thì tem bạn lại tiếp tục là snowball vào cái cánh khu vực đường giữa, nhưng mà mít của tem bạn lại tiếp tục một pha đi lỗi nên là mình thành công ăn cái mạng chấm dứt. Thằng vật hơi xấu, nhưng mà lúc này thì lính của tem mình khá là cao, để cho tem giao tranh đi, mình có nhiệm vụ đi dọn lính. Dọn xong lính này thì có thể là hợp mặt cùng với tem, có thể là giao tranh tiếp được nữa. Do một lỗi nhỏ của tem mình dẫn đến là thiếu người, thiếu luôn xạ thủ anh em ơi. Một pha thi đấu mà tem mình rất là lỗi khi mà mất đi cái nguồn đam chính nha, nên là pha thi đấu này tem bạn tổ chức ăn kinh công và lúc này tem mình buộc phải giao tranh, nếu không là tem mình có thể dẫn đến thua. Pha này thì mình bị thiên nhiên vỗ về nữa, mưa cơn mưa dưa hấu nữa, may mà mình lên được cái liềm, nhưng mà cuối cùng vẫn phải lên bàn điểm số. Yuka của tem mình thì khá là hay khi mà nhảy qua bên kia bờ tường và thành công dứt điểm đi kinh công rồi. Tem mình tất nhiên là phải lui rồi, khi mà tem mình còn 3 thành viên à, tem bạn còn tới 5. Nếu như một pha on thì tem mình sẽ là thua, nhưng mà tem mình thì quyết định đánh luôn và cũng đã thành công. Sau đó thì tem bạn mắc kinh công, mắc 2 người thì tất nhiên là đợi tem mình ra và có thể là lấy đi đường đến siêu cấp, chứ chưa end game được đâu. Tem bạn rất là kiên trì ở cái trận thi đấu này. Sau khi mà có được cái mục tiêu lớn nhất trên bản đồ thì lúc này tem mình cũng thành công dứt điểm đi 2 đường lính siêu cấp của tem bạn. Trong khi đó thì tem mình phải bỏ lại 3 thành viên, nói chính xác hơn là 2 thành viên thôi. Tem bạn bắt đầu đánh lên, may mà vẫn không thể nào mà xuống ngựa đến từ vị trí của top tem bạn, nên là tem mình thua giao tranh. Từ đó thì lúc này chỉ có một mình thôi. Mình cố gắng là cover cho Gitter về, nhưng mà cuối cùng thì mình lại là người nằm xuống anh em ơi. Gitter không về được luôn. Công ra nữa thì tem mình đã mất đi 2 thành viên rồi. Thì lúc này là một pha thi đấu mà Yuka muốn bắt vào vị trí của mít, nhưng mà phải lên bảng điểm số rồi. AD tem bạn bắn khá là gác, Yuka có thể chạy được hay chăng đây, chạy được, nhưng mà tem bạn thì quyết định là đánh lên HP của tem mình thì lên bảng điểm số rồi anh em ơi. Ui, vẫn có giáp hộ mệnh đến từ vị trí của HP câu kéo khá là nhiều thời gian. Không biết là tem bạn nãy giờ có ăn kinh công hay chăng đây, khi mà mình đã xuất hiện trên bản đồ rồi. Yuka lại tiếp tục núp HP tem bạn thì có nhiệm vụ là kê cho tem bạn ăn kinh công và cũng đã thành công rồi. Nhưng mà tem bạn không ăn được kinh công anh em, mà không hiểu tại sao, vì lý do gì mà tem bạn vẫn chưa ăn được kinh công. Mình còn tóc biến qua này nữa thì mình tóc biến lên chọn AD của tem bạn thì chắc là hết dành cho tem bạn rồi. Em mình còn 4, trong khi đó thì có thằng môn thằng vật nữa, mà tem bạn đã mắc 2 người rồi thì cơ hội ngàn vàng dành cho tem mình. Nếu như mà không thể win được cái ở pha thi đấu này thì tem mình không xứng đáng win nha. Bắt đầu là gọi về, gọi lên đến từ vị trí của Goshi rồi, và hình như là có 3 đường lính siêu cấp rồi thì tem bạn cũng phải lên bảng điểm số và chịu không có nổi thôi anh em ơi. À quên nữa, cái đường lính thứ 3 là Yuka đi lấy nha anh em ơi. Có một pha lấy hay đến từ vị trí của Yuka mới là có 3 đường lính siêu cấp. Trận này thì mình lại tiếp tục là hạng đặt 2 với số điểm lực chiến đó chính là 284. Đến với cái trận thi đấu tiếp theo thì trận này tem mình có 1 chiến thần, 4 chiến tướng, 4 thông thạo ớt và 1 tấp mì đến từ vị trí của Yuka. Tem bạn thì được là 4 thông thạo ớt và 1 thông thạo A. Và cái trận thi đấu này thì mình gặp Mai OK anh em à, là người chơi cờ ghét phía bên kia chiến tiến á. Chị Mai thì hay chơi AD, nhưng mà không hiểu sao cái ván đấu này thì chơi HP anh em à. Quay lại với cái trận đấu này thì giai đoạn đầu game mình đi khá là hài hòa với top tem bạn, nên là mình có quyền di chuyển trước và tem mình quyết định ăn gồng và cũng đã thành công rồi. Nakagot tem bạn có ý đồ nhưng mà vẫn không thể nào mà cướp được khi mà HP tem mình đẩy quá hay. Đầu game mới chỉ 3 phút thôi thì tem mình ăn được 2 mạng cũng như là gồng, thì cái trận thi đấu này thấy trận đầu game thuộc về cho tem mình. Và tất nhiên mình đi top thì mình lúc nào cũng phải ngó con kinh công rồi, biết là tem mình ăn được gồng thì tem bạn sẽ là gỡ lại mục tiêu á. Vừa ngó thì thấy tem bạn ăn luôn, có Yuka ở đây nữa thì tem mình lao vào cướp và cũng đã thành công cướp đi con Seiya cũng như là cái điểm hạ gục của Nakagot tem bạn. Và sau khi có lợi thế rồi thì lúc này là mình sẵn sàng lấy cái trụ này luôn nha anh em ơi, bởi vì trụ này còn đâu đó khoảng dưới nửa cây. Trong khi đó thì top của tem bạn di chuyển xuống mít rồi, dễ dàng ăn trụ. Sau khi mà di chuyển xuống mít hỗ trợ cho tem về thì lúc này là Gitter tem bạn chỉ còn có nửa cây thôi, nên là mình cố gắng cấu máu. Cấu máu xong thì mình sẽ băng trụ nha, tại vì
Victor tem bạn muốn di chuyển về, hình như là có ai lên phụ hay sao nên là Victor tem bạn di chuyển lên khá là cao, nhưng mà cái lượng đam của mình thì rất là to rồi, mít tem bạn di chuyển lên không kịp nên là phải lên bạn điểm số. Tiếp tục quay lại với từ vị trí của mít, nhưng mà mình tóc biến mình ao nhây mình chọt nhưng mà không trúng anh em, mà quá nhỏ dành cho mình nên là pha thi đấu này mình chắc chắn sẽ lên bạn điểm số rồi. Tem bạn cố gắng gượt, mình cố gắng câu kéo thôi. Trận này thì cơm bát rất là ít luôn, mãi đến phút thứ 9 thì tem bạn có một pha đột biến từ vị trí của mít cộng với eo su thì cũng lấy đi cái mạng hạ gục của AD tem mình rồi, nhưng mà lúc này thì tem bạn lại tiếp tục là lên cao nên là trầm trọng lực hay đến từ vị trí của Yuka làm cho tem bạn phải chịu không có nổi hết 4 người, và lúc này thì tem mình có cơ hội end game luôn á, bởi vì có đại lộ xe giá khu vực đường trên, trong khi đó thì tem bạn không có ra điều hết là 5 người một lượt á, thì tem mình nhân cơ hội đó có thể dứt điểm đi được cái trận thi đấu này càng sớm càng tốt nha. Pha này thì mình lại tiếp tục là dọn lính ở khu vực đường giữa để lấy hai đường lính siêu cấp của tem bạn dễ dàng, xong đường lính siêu cấp đầu tiên rồi có xì lô nên là kinh công đang đợi kinh công vô thì tem mình lấy thành công cái trụ thứ hai khu vực đường giữa luôn, nói chính xác hơn là cái trụ siêu cấp á, và tem mình thành công dứt điểm đi được cái trận thi đấu này luôn anh em ơi. Một trận thi đấu mà khá là dễ dàng dành cho tem mình, trận này mang về cho mình 262 điểm nha, khá là nhiều á. Đến với cái trận thi đấu tiếp theo thì trận này tem mình có 3 chiến thần, 2 chiến tướng, 4 thông thạo S, 1 top miền đến từ vị trí của Floor. Em bạn thì được 4 thông thạo S và 1 thông thạo B, và cái trận thi đấu này kèo ra đầu của mình là kèo Zena. Ủa nhầm, kèo Sephega anh em à. Trận này thì mình quá nhỏ khi mà không được đi top mà phải được đi gần anh em ơi. Không biết là anh em thấy tên của AD tem bạn quen quen không anh em à. Thì lâu lâu mình lướt top thì mình cũng có thấy like của anh Băng nên là mình biết tên nha anh em ơi. Và cái pha thi đấu đầu tiên này thì quá nhỏ cho mình khi mà bị đẩy cầu. À, tất nhiên rồi, chưa có dài kiên cường thì mình bị đẩy chón liên tục, thế là mình phải mắc cái mạng đầu rồi. Không nghĩ là AD với mít của tem bạn đứng ở chổng luôn á anh em, mà hay thật sự. Chắc là ao trình rồi hay sao á anh em ơi. Đến với cái pha thi đấu tiếp theo này thì tem mình với tem bạn lại tiếp tục là giao tranh ở khu vực đường dưới. Nhưng mà không hiểu tại sao mình có một pha chọt rất là đẹp nha. Tại vì mình không chọt người mà mình chọt vào quái anh em, mà pha thi đấu này thì may sao mà vẫn có được mạng đến từ vị trí của mình. Hôm nay thì tem mình ăn được một mạng, trong khi đó thì tem bạn ăn được 4 mạng rồi. Combat nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi mà mít tem mình vẫn chưa di chuyển xuống anh em ơi, không hiểu tại sao luôn. Thấy tem bạn có lợi thế nhưng mà lúc này là thấy tem bạn không có ai ở hang rồng thì mình vẫn muốn lấy lợi thế cho tem mình bằng cách là ăn con rồng này, và cũng đã thành công rồi. Công nhận là tem bạn có tiễn thủ thì đánh cách sẽ khác liền anh em ơi, ép tem mình chịu không có nổi luôn. Pha này thì mình lại tiếp tục lao lên nhưng mà tem mình không hiểu ý nên là không lao lên cùng, thế là tem bạn lui về được. Còn phía bên kia chiến tuyến thì Floor căng ba không nổi rồi nên là phải lên bỏ điểm số. Trận này thì khó thật sự luôn á. Mình thấy là mình trong trận thi đấu này có một pha di chuyển này hay nè anh em ơi, khi mà di chuyển mà tem bạn không biết là mình di chuyển qua bên đó luôn á. Pha này thì tem mình không thủ nổi khu vực đường giữa nữa rồi nên là mình di chuyển ăn blue. Ăn xong thì mình qua bên đây mình núp, tem bạn thì không biết là lùi về đường nào nhưng mà mình vẫn thấy được AD của tem bạn và mình combo thành công là dứt điểm đi AD của tem bạn. Tem mình bắt đầu đánh lên và hình như là có tất cả lợi thế rồi khi mà tem mình ăn được những cái mạng chấm dứt cũng như là kiểm soát là được cái thế trận khi mà thua giai đoạn đầu game khá là nặng. Nếu như mà tem mình thua luôn cái con kinh công này thì tất nhiên là sẽ kết thúc cái ván đấu này ở phút thứ 9 luôn á chứ. Mày sao mà có pha thi đấu này gỡ lại được thế trận. Pha này thì mình mãi đẩy lính đó khu vực đường trên, lúc này là tem mình solo kill với tem bạn ở phía dưới kia rồi, nhưng mà Floor thì có pha rất là hay khi mà múa thành công top tem bạn rồi. Em bạn thiếu người, tem mình thì có lợi thế hơn cái việc giao tranh này nên là quyết định giao tranh luôn. Và lúc này thì mình có một pha bọc hông nha, tem bạn thì không biết điều đó thì chắc nhiên là sẽ bị mình chọt rồi. Và pha thi đấu này đi gắt là người được chọn, thế là đi gắt chịu không có nổi. Mà lúc này thì tem mình đã yếu máu hết rồi, cộng với việc kinh công khá là cao nữa, nếu không là tem mình lại tiếp tục giao tranh với tem bạn á chứ. Sau khi có lợi thế về người thì lúc này tem mình cũng thành công kiểm soát được con rồng rồi. Tầm này thì tem mình có lính ở khu vực đường giữa nên là tem mình quyết định lao vào. Trời SB làm gì vậy, hình như là có pha lao vào đồng bổ thiên nhiên vỗ về đến từ vị trí qua đời tem bạn hay sao á, nhưng mà gấp quá rồi mình đu không kịp. Tầm này thì thấy SB cố gắng rồi nên là mình muốn đu theo nhưng mà tem bạn đã đến rồi nên là SB phải bỏ lại thôi anh em mà. SB tem mình không hiểu tại sao gấp đến như vậy, từ từ là được rồi. Mãi thì tem mình cũng câu được đến con kinh công phút thứ 15 rồi nha. Cái thế trận thì thuộc về cho tem bạn ấy, nhưng mà cái điểm hạ gục thì tem mình với tem bạn cũng giống nhau. Pha này thì thấy SB tem mình lao lên nên là mình cũng
cũng lên theo nhưng mà không ngờ là bị đi gắt đẩy vô tường và thế là hết rồi. Khoa cuối này thì lỗi giữa mình với HB làm cho team mình phải thất vọng anh em ơi, cay thật sự luôn. Mà khoa đó thì mình có dài kiên cường rồi mà ta, nhưng mà vẫn bị đẩy xui thật sự anh em à. Mất đi mình, mất đi HB thì team mình cũng lao ra và thành công dứt điểm đi Jenna rồi. Nếu như mà team mình chịu từ từ thì được rồi, lại tiếp tục lên bảng điểm số đến từ vị trí của mít nữa. Elsu bắt đầu là lao vào nhưng mà không có cơ hội đó rồi, khi mà AD của team bạn quá hay. AD của team bạn làm hết rồi, Floor quay đợi múa nhưng mà không có cơ hội quăng bông luôn. Lúc này là có ulti khác, ulti thành công nhưng mà vẫn không thể nào mà múa nổi nữa rồi. Múa vô HB thì chỉ có lên bảng điểm số thôi. Và hết dành cho team mình rồi anh em ơi. Clip của mình chắc đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, thả tim, chia sẻ và nhấn chuông thông báo để mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hơn cũng như là hấp dẫn hơn nha. Anh em nào mà thích yêu ma thì cũng để lại cho mình một bình luận nha anh em ơi. Chúc anh em một ngày vui và hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo. Ở đây team bạn ngao trình quá anh em ơi, team mình đánh không lại. Nếu như mà mình được đi top có tóc biến thì không biết là cái thế trận như thế nào, chắc cũng vậy thôi anh em à. Lâu lâu gặp được Lai Băng mà con ghiêu ma này của mình á, quánh thì chưa có lâu nữa mà bắt đi gần rồi, không hiểu tại sao luôn á chứ.